Chào quán chị em ha, này quay cho quán chị em tham khảo ba cái bộ phát điện em cũng vừa hoàn thiện xong. Thì con bên này thì con bốn máy quá chưa, con máy này tầm 87 ly đấy. Thì con này là nó cho ra công suất 55 A, dòng tua 1.500 ha. Thì con máy bự lớn như thế này quá chưa, thì nó phải chạy đúng 1.500 tua nó mới được là 50 HZ. Rồi thì tiếp tục con bên này thì 1403 thì nó nhỏ vậy nè các bác nha, nhưng mà phải chạy đúng tua 1.500 mới được 50 HZ. Rồi tiếp tục con bên này là con 3T84, nó cũng nhỏ xíu vậy nè, nhưng mà nó phải chạy, sao chạy phải đủ tua 1.500 mới được 50 HZ. Cho nên nhiều quá chị em á cứ nói là ủa cái máy này chạy lớn quá, cái máy bữa hổm tôi mua chạy nhỏ. Không phải, cái máy lớn chạy như lớn chạy nhỏ gì á, nếu mà bên em lắp ráp, em nói riêng bên em thôi, thì phải có cái đồng hồ tần số chạy đúng dòng tua 1.500 thôi, không cho quá vượt 1.500. Nhưng mà khi vô điện cũng không cho, cũng trong cho sụp dưới 1.500. Thì tất cả những bộ phát điện bên em đưa ra thì em cho chạy dòng tua là 1.510 dòng hết, mà khi vô điện là còn 1.500 đấy. Nên em làm trong ba bộ này thì cũng chưa có quấn cái chống nóng quá nha, tí xíu nữa em sẽ quấn, khi nào có bán cho em mua giao luôn đấy. Con này thì test điện xong rồi, cổ phát thì nó từng nhiệt độ nó lên cũng vừa phải, nó không có quá cao. Và cổ phát thì nó cho lên 40 độ nóng quá nha, nhưng mà nãy mình chạy mấy tiếng hồ mình đo nó chỉ lên có 10 mấy độ, rất là êm đấy. Rồi, cảm ơn các bác chị em rất là nhiều nha. Con này thì mai mình lên taxi. Con này thì hoàn thiện nó cũng có 230 kg quá nha. Còn bộ này thì nó hay 250 kg. Nguyên bộ này. Còn bộ này là 350 kg quá nha, 340 kg như 350. Đây, các bác chị em cũng có nhiều cái để các bác chị em lựa chọn ha. Tất cả bên em đều bảo hành thời gian 12 tháng hết. Các bác chị em cứ yên tâm ha. Khi test điện vô mà các bác chị em thấy nặng máy, tụt hẹp nhiều, các bác chị em có quyền không nhận máy ha. Rồi, cảm ơn rất nhiều, xin chào, hẹn gặp lại các bác xem video tiếp theo nha.